Chiều ngày 23 tháng 5, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết đã ngăn chặn kịp thời vụ hàng trăm quái xế chuẩn bị đua xe trên quốc lộ 1. Theo Công an huyện Hàm Tân, thông qua tin báo của người dân và công tác nghiệp vụ cho biết vào rạng sáng ngày 23 tháng 5, trên quốc lộ 1 có khoảng 200 xe máy độ chế đang nẹt bô chạy với tốc độ cao từ hướng Đồng Nai ra Phan Thiết. Công an huyện Hàm Tân huy động lực lượng, phối hợp cùng trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân mật phục bắt giữ. Trong lúc hàng trăm quái xế đang tụ tập tại trạm xăng dầu Hàm Tân chuẩn bị đua, lực lượng nghiệp vụ ập vào kiểm tra hành chính. Nhiều quái xế bỏ chạy tán loạn. Qua kiểm tra, các lực lượng nghiệp vụ phát hiện nhiều xe không có giấy tờ xe, độ chế pô xe. Các xe này đến từ nhiều tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Gia Lai, Trà Vinh, Tiền Giang. Tại hiện trường, Công an huyện Hàm Tân bắt giữ 58 xe máy, tạm giữ hàng chục quái xế. Bước đầu, các quái xế khai nhận hẹn nhau đua xe trái phép. Đến địa bàn Hàm Tân thì bị ngăn chặn. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hàm Tân làm rõ.